Xin chào quý khán giả Kelona TV trên mạng diễn đàn trái chiều ngày thứ tư 27 tháng 3 năm 2019, nhà báo Vũ Linh viết bài bình luận báo cáo của công tố Mueller Trần Việt trình bày tóm tắt Kelona TV thực hiện. Con voi đẻ ra con chuột, đó chính là vở hát Mueller mà phe cấp tiến khua chiên chống quảng bá như bán thuốc lễ sơn đồng trong suốt 2 năm qua. Sau khi nuốt tiền thuế của quý vị khoảng gần 50 triệu, trả cho một đám gần hai chục lực sư thượng hạng đắt tiền nhất của Mỹ rong rã trong hai năm trời. Công tố Mueller đẻ ra được một con chuột nhắc vừa bé vừa xấu vừa không giống mẹ vôi. Như việc thông đồng với Nga, công tố Mueller xác nhận Nga có mua toàn xâm nhập lấy tin của cũng như phá đám bầu cử và ông Mueller đã truy tố hơn hai tá công dân Nga, nhưng đã không có bất cứ sự thông đồng, tiếp tay quan hệ hay liên lạc nào với ứng cử viên Trump hay bất cứ nhân viên nào khác trong Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump. Tổng thống Trump trong vặt trắng hơn bạch tuyết. Tất cả những tin dịch gần về cuộc họp của bà luật sư Nga với con trai và con rể của Tổng thống Trump về các điện đàm giữa tướng Flynn với đại sứ Nga, vụ Wikileaks xì email của Ủy ban Vận động, vụ Trump Organization xây khách sạn tại Mạc Tư Khoa và tặng phòng cho Putin. Theo sự điều tra của ông Mueller và một nhóm siêu lực gia có cảm tình với đảng Dân Chủ, cuối cùng chẳng có gì là thông đồng hết. Việc đột nhập và tịch thu máy computer và cả ngàn trang tài liệu của luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Michael Cohen, cũng đã chẳng đi đến đâu. Chẳng tìm được bằng chứng nào về thông đồng với Nga. Về vấn đề cản trở công lý khi sa thải giám đốc FBI James Comey, công tố Mueller kết luận đã không thấy bất cứ dữ kiện cụ thể nào về việc tổng thống Trump đã sa thải ông Comey để cản trở công lý. Tuy nhiên, ông nói thêm đây là vấn đề phức tạp vì đòi hỏi công tố phải truy ra được ý định intent là điều chẳng thể làm nào làm được. Dù sao thì chuyện cản trở công lý sa thải giám đốc Comey cũng là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tội phản quốc thông đồng với Nga thì Tổng thống Trump đã được trắng án 100% vô điều kiện. Kết luận của công tố Mueller đã là trái bơm nguyên tử thứ nhì nổ trên thủ đô Hòa Thịnh Đốn trong vòng 2 năm qua. Trái bơm đầu tiên nổ ngày bầu cử thống, tổng thống tháng 11 2016 thổi bài bà ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đưa ông thần Trump vào tòa Bạch Ốc trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Trái bom lần này thổi bay tất cả những dữ liệu xuyên tạc chống phá Trump của đảng Dân Chủ và Tổng thống Dân Chủ. Điều bất ngờ là báo cáo của công tố Mueller không thể nào rõ ràng hơn. Bất chấp thẩm vấn 500 người tung ra 2.800 trác tòa, thuê 19 luật sư chuyên gia tổng cộng với cả 100 năm kinh nghiệm, 40 nhân viên FBI rong rã trong 675 ngày, vô được nửa tá quan chức về những tội cá nhân của họ, chẳng liên quan gì đến Tổng thống Trump. Để rồi cuối cùng, đúng như Tổng thống Trump đã nói, cả ngàn lần ngay từ đầu, chẳng có thông đồng với Nga vì hết. Cũng chẳng cản trở công lý gì luôn. Chẳng những Tổng thống Trump không có tội thông đồng mà tất cả những người chung quanh ông từ gia đình đến các phụ tá cố vấn chẳng ai bị dính chàm hết đúng là tổng thống trump lại thắng nữa thắng tới phát chán luôn ở đây phải nhìn nhận ông Mueller không phải tài vừa ông là cử tri ghi danh là đảng viên đảng cộng hòa do đó để phòng thân lỡ bị tố phe đảng với tổng thống trump ông đã thuê một ekip đại đa số là đại luật gia ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong đó có một người đã từng bắt nhốt bố của ông, con rể Jared Kushner, tức là ông xui gia với Tổng thống Trump, và một bà đã từng làm luật sư riêng của bà Hillary, khiến bây giờ phe Dân Chủ á khẩu không thể tố cái ủy ban của ông phe cánh với khối cộng hòa và tổng thống trump theo new york times ông mueller không trực tiếp điều tra hay thẩm vấn ai hết mà tất cả đều do các luật sư của ông tiến hành ông mueller chỉ phối hợp nôn nan ra kết luận không thông đồng đến từ các luật sư thân dân chủ hết những đại luật sư này không dễ cúi đầu nghe lệnh của công tố Mueller đâu. Do đó, việc tố ông Mueller tha cho tổng thống Trump vì ông Mueller là cộng hòa chỉ phản ánh nhận định phe đảng thiển thận của vài người bị bệnh dị ứng Trump thôi. Bà Hillary có lẽ là người đào nhất kết luận của công tố Mueller lấy đi mất một trong những lý do quan trọng để biện giải việc bà thất cử, bà không còn có thể than vãn bà thua vì Putin gian lận bầu cử giúp ông Trump. Phe dân chủ nói chung mất đi một đề tài có thể hồ hởi khai thác trong cuộc bầu cử năm tới, đồng thời cũng mất đi một lý cớ cực quan trọng để dàn hạt tổng thống Trump. Nếu ông Mueller phán tổng thống Trump có thông đồng với Nga, chắc chắn là hạ viện đang tối tâm mặt mũi bận rộn làm thủ tục đàn hạt rồi. Bây giờ thi đàn hạt vì cớ nào được nữa. Cụ giám đốc FBI ông Comey đã nhìn nhận không có lý do gì để đàn hạt tổng thống Trump hết. Nghĩ cho cùng, việc mở cuộc điều tra thật ra đã có lợi lớn cho tổng thống Trump. Nếu không có cuộc điều tra và không có kết luận của ông Mueller thì dân chủ sẽ còn dịp nhai đi nhai lại bài ca con cá vàng. Trump nhờ Putin nền thắng. Trump là con rối do Putin đưa vào tọt bài đốc. Trump phản quốc thông đồng với địch để mưu lợi cho cá nhân, vân vân. Bây giờ thì tắt tiếng thật rồi cái khổ của khối dân chủ và tổng thống dân chủ và là trước đây khi tổng thống Trump tố việc đi lùng phù thủy thì phe tà đã gân cổ bên giật ông Mueller hết cỡ tung hô ông này lên mây như công tố giỏi nhất lịch sử vũ trụ kể từ ngày ông bao công qua đời bên tàu lại còn đòi ra luật bảo vệ ông Mueller không cho ai đụng tới ông ta bây giờ há miệng mắt hoài không chỉ chích ông là được quay qua đổ thừa ông Bot tóm lược láo cần phải xem nguyên bản báo cáo sáu chủ tịch của sáu ủy ban của hạ viện tất cả đều là dân chủ đã yêu cầu ông bò nộp nguyên văn báo cáo cho hạ viện trước ngày thứ ba 2 tháng 4 2019 ông bò đã mau mắn bác bỏ ngay mấy ông chủ tịch này không có quyền ra lệnh gì cho hành pháp hết. Tất nhiên là phe dân chủ có thể quậy tưng bừng đủ kiểu nữa. Bà dân biểu da đen Maxine Water nhúng vài báo cáo của công tố Mueller chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ có một điều ra chúng ta còn phải điều tra cả chục chuyện khác đảng Dân Chủ hình như quên bản trách nhiệm của họ là ra luật kinh bằng tế thế để chỉ còn thấy một việc cần phải làm, đánh trùm chết bỏ. Những việc làm đó sẽ an ủi và khách khích động lại khối cử tri cuồng chống trầm trong đảng Dân Chủ. Nhưng câu hỏi là dân Mỹ nói chung, đặc biệt là khối cử tri độc lập không đảng phái họ sẽ phản ứng ra sao họ sẽ chấp nhận không hay sẽ nhìn vào vụ mueller lắc đầu ngào ngán cho tính phe đảng ngoan cố quá khích bất chấp quyền lợi đất nước và bất chấp tính ưa chuộng công bằng fairness của dân mỹ chống đối là và điều tra tới đâu là đủ tới đâu là quá đáng tiếp tục khui rác vẫn chỉ là đi vào vết xe đổ tai hại cho đảng dân chủ và cả nước mỹ điều cả hai đảng trong quốc hội cần phải làm là cho fbi điều tra kỹ hơn về những chuyện nga đã làm để rút bài học ngăn chặn cho những kỳ bầu tới để bảo vệ thể chế dân chủ của mỹ thái độ dứt khoát và phải chống nga chứ không phải chống tổng thống do dân bầu một cách hợp lệ. Hợp pháp và hợp hiến sau đó là phải đưa ra một chương trình gì để thu hút dân Mỹ, chứ chuối nhũi đánh trôm không phải là thần dược cú đảng dân chủ. Cái vô lý là chẳng lẽ bà Hillary bỏ ra gần 1 tỷ vận động tranh cử có 98% hy vọng thắng mà Putin chỉ cần cho hai tá quan chức tầm thường vô danh qua Mỹ bỏ có 100.000 đô mua vài trang Facebook là đã có thể lật ngược thế cờ. Màn chiến thắng lại cho ông Trump sao? Bà Hillary như vậy có quá tệ không? Hậu thuẫn của bà lỏng lẻo vậy sao? Như vậy thua có quan không? Bất kể đảng Dân Chủ phải giải thích như thế nào, Dân Mỹ với trình độ dân trí cao nhất thế giới cũng hiểu rõ chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tháng sau, tổng thống Trump sẽ không thể nào bị bất cứ ai khác hạ được. Một thăm dò mới của cơ quan Harris trước khi báo cáo của ông Mueller được công bố cho thấy đa số 56% dân Mỹ sẵn sàng bầu cho tổng thống Trump năm 2020, bất kể những tấn công liên tục và tàn bạo của Đảng dân chủ và Tổng thống dân chủ. Xào báo cáo của ông Mueller, tỷ lệ sẽ chỉ có thể tăng mạnh thôi. Nhà báo Peter Morgan của anh nhận định thái độ của Tổng thống dân chủ với cuộc điều tra cụi này đã bảo đảm ác mộng kinh hoàng nhất của Tổng thống dân chủ sẽ thành sự thật tổng thống trump sẽ tái đắc cử vấn đề là hai năm nữa mới có bầu nữa từ giờ đến đó ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra không ai có thể coi thường những mánh mung của dân chủ phối hợp với tổng thống dân chủ nhưng cũng không ai có thể coi nhẹ khả năng trả đòn của tổng thống trump năm xưa phe cộng hòa càng đánh tổng thống clinton trong vụ Monica thì ông lại càng được hậu thuẫn mạnh cho dù Tổng thống Clinton có tội thật. Bài học này phe Dân Chủ đã học được chưa? Nhất là khi Tổng thống Trump khác với Tổng thống Clinton lại chẳng có tội gì. Chính trị Mỹ quả là hấp dẫn nhất thế giới, không có ai ngủ gật hết. Trân trọng kính chào, chân Việt, Carolina TV.